bảo nha, hoặc là nhắn tin, vì họ không có tương tác nên là tôi cũng không biết là các bạn có nhìn thấy, có nghe thấy hay là như nào nhỉ. Tôi phải chấp nhận thôi. Ví dụ get point và get double, get distance thì có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì đúng không? Làm chưa? Tôi thấy cũng khá khá bạn gửi bài rồi đấy. Khá khá bạn gửi trên CMS như là TH2, TH1 thì ít hơn. Thế còn cái ví dụ mô phỏng lại cái câu lệnh Control O trong của Get thì đây nhá, tôi mở lại AutoCAD lên cho các bạn xem. Đây. Lệnh đấy thì ai cũng biết rồi đúng không? Control O cái thì nó sẽ ra một cái bảng như này. Tắt đi đã, mở rộng ra. À, Control O này. Đây. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ ra một cái bảng select file, thì trên cái bảng này này, xin lỗi, trên cái form. Trên cái form này thì bạn sẽ thấy là đây nó có cái tiêu đề của cái form này. Nó có cái lựa chọn này. Đây, các lựa chọn này đúng không? Nó có một cái hoặc một đường dẫn, có thể ném đường dẫn vào đây. Và đặc biệt nhá, nó có cái kiểu file, cái kiểu file of type đúng không nhỉ? Thì đây các bạn có nhìn thấy đây, các kiểu file ví dụ như là DVK, DVG cái gì, cái chỉ rõ gì đấy đúng không? Thế thì bây giờ làm sao để viết được câu lệnh, viết được cái câu lệnh thì hay nói cách khác là khi mà các bạn viết được cái câu lệnh thì các bạn sẽ hiểu được cái lệnh Control O nó hoạt động như nào. Ok, thì đấy là yêu cầu của đề bài. Thì hôm trước như là tôi nhớ là tôi có hướng dẫn các bạn là sử dụng hai cái đối tượng này của hai cái đối tượng con của ở trong cái class editor input. Có bạn nào làm ra hai cái ví dụ này chưa? À. Như nào làm ra chứ nhỉ? Ăn cơm à? À, lâu không nhìn thấy mặt, các bạn bật cam lên tôi nhìn thấy mặt phát thế nào? Bật cam lên chào hỏi nhau tí nhỉ? Cơm chào xong chưa? Này 12:30 chắc phải ăn xong rồi chứ. Xong rồi tôi lại không bật được to rồi. À, đây rồi. Bạn nào nóng quá nên là đang nuôi à? À, như tôi thấy ở khoa đang xử lý các trường hợp mà cái gì nhỉ, cảnh cáo lần 1, lần 2, lần 3 gì đấy. Lớp mình có bao nhiêu bạn rơi vào cái trường hợp này, cả hai lớp. Lớp trưởng đâu. Tôi cũng không chủ nhiệm lớp này nữa. À, lớp em lớp có mình hơn chục bạn ạ. Hơn chục thanh niên. Vâng. Lớp 2. Lớp 2 ạ. Em có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 bạn. 15 bạn. Vâng. Bạn tốt nhất là 0.2. Bao nhiêu? 0.2. 0.2. Anh ấy không đi học à? Thì 0.2 có nghĩa là không học cái môn nào. Em vẫn thuê đăng ký. À. Không ạ, đăng ký 22 tín nhưng mà lại có 0.2. Ừ. Còn những bạn không đi học thì nó ghi, ở đây ghi là không đăng ký tín. À, không đi học hoặc là bỏ học. Đúng không? Vâng. Anh Niên cố gắng nhé. Ừ, cố gắng học online bây giờ ai, tất cả sinh viên đều bị ảnh hưởng, không phải riêng gì mình, cho nên là mình cũng phải tự khắc phục thôi. Tôi cũng đang học online một cái chương trình, nếu như mà bình thường ấy, thì kỳ này tôi không dạy các bạn. Tôi đang bị mắc kẹt ở Việt Nam nên là tôi mới đi dạy cái lớp này. Tôi vẫn cũng phải học online. Chúng ta đều phải học online, cho nên là tự nhiên học online thì cố gắng nha. Và học mà tốt nhất là học xong môn nào thì cố gắng thi cho nó qua cái môn đấy. Vì sau này các bạn mà học lại, các bạn học lại nhìn cái bảng điểm các bạn học lại, các bạn chán lắm, không muốn học lại nữa. Nhất là lại đi học lại cùng một cái khoa cũ,
không biết là mấy cái bạn ở đây có mấy bạn 63, 62 gì đấy không nhỉ? Nhà của bạn khoa cũ thấy thế nào? À. Cho nên là học qua môn nào thì dù điểm thấp hay điểm cao thì cố gắng mà giải quyết đi. Rồi ok, nếu mà cơm cháo gì thì cơm cháo luôn nha. Bây giờ sẽ làm nhanh cái ví dụ này để các bạn hiểu nha. Bởi vì các bạn thấy là Ctrl O với cả Ctrl S thì là giống nhau đúng không nhỉ? Cái lệnh Ctrl O ấy thì là mở file này. Đây tôi đang ví dụ này. Thì các bạn thấy là chọn file để mở. Đây là tôi vừa ấn lệnh Ctrl O nhé. Đây. Tức là open đấy. Bây giờ Ctrl S thì là chọn file. Đây là save drawing S. Thì chọn nơi để, cái kiểu file và nơi cái tên file và chọn nơi để lưu file ở đây. Thế thì khi mà mình làm được một câu lệnh thì mình có thể làm được hai câu lệnh, bởi vì hai câu lệnh này nó chỉ ngược nhau có một xíu xíu thôi. Nó chỉ ngược nhau có một cái phương thức để đọc hoặc là ghi thôi. Thế thì đâu nhỉ? Thế thì bây giờ tôi sẽ làm nhanh cái ví dụ vào cái ví dụ này. Ở đây là mình đặt câu lệnh nha. Comment method. Mình sẽ đặt lệnh là new control new CRT S đi. Control S đúng không? À không, control O trước. Đấy. Rồi. Public staff new O. Các bạn thích đặt tên kiểu gì thì các bạn đặt. Đấy. Thì đầu tiên là tôi tạo ra một cái sub dựa vào cái comment method, xin lỗi, tạo ra một cái comment dựa vào cái class là comment method, sau đó thì tạo ra một cái sub, để cái sub thì để nó thực thi thôi. Tức là khi gọi đến cái comment này thì cái sub này được thực thi. Thế thì trong này mình sẽ viết cái nội dung để mình, các bạn xem lại mấy cái ví dụ hôm trước. Đâu nhỉ? Cái ví dụ để làm việc với các đối tượng của con của em của editor input ấy. Thì các bạn xem lại đây cái trình tự này đúng không? Đấy, mình làm nó cũng siêu siêu như vậy. Đầu tiên là tôi sẽ khai báo cái biến, đầu tiên là khai báo đối tượng editor input kiểu là editor, khai báo đối tượng editor và gắn nó bằng application document manager .mdi .mdi.editor. À, thì editor là cái gì thì các bạn xem lại nha. Tôi bởi vì cái buổi trước là tôi đang nói về editor nhắc lại nó là một cái đối tượng con của cái document, của cái đối tượng bên ngoài là document. Document là cái gì nhỉ? Document thì lại nhìn vào cái sơ đồ này. Document chỉ được hiểu là một bản vẽ trong tập các bản vẽ đang được mở, và có một cái đối tượng để nó quản lý tập các bản vẽ đang được mở. Thế còn đối tượng application thì được hiểu là cái phần mềm AutoCAD. Đấy. Thì cái đối tượng document này nó sẽ có rất nhiều các đối tượng con ở bên trong, vì trong đó có ba cái đối tượng, vài đối tượng ở đây bạn cần quan tâm vì hay làm việc mà, là database, editor và transaction manager. Thế thì bữa trước là tôi đang nói đến cái đối tượng là editor. Thì editor nó dùng để làm gì thì ở đây có nói là đối tượng giúp tương tác với người sử dụng và nhận các giá trị do người sử dụng nhập vào, tương tác với người dùng mà. Đấy, thế thì nó gồm, nó chứa các cái đối tượng dùng giúp cho cái việc lập trình để tương tác với người sử dụng là cái đối tượng, cái class này. Thế thì trong cái các cái đối tượng của class này thì nó có, đây là cái bảng thống kê các cái đối tượng, là các đối tượng mà để nhập các giá trị bên ngoài người ta nhập vào, thì ở đây có số nguyên, số thực này, kiểu ký tự, kiểu sâu ký tự này, kiểu rồi thì keyword vân vân vân. Thế thì trong đấy nó có một cái kiểu là file open file option. Thế thì bây giờ mình quay sang đây. Đây. Mình khai báo một cái biến là dim from file option, kiểu là file name, file option thôi. Bởi vì mình đang mở một bản vẽ mà. File option và bằng new
prompt file option, và các bạn mở ngoặc thì nó sẽ thấy cái phương thức khởi tạo của cái đối tượng này. Thì có thể ghi là chọn chọn file bitmap bb new life. Đấy, đi xuống dòng sau khi gọi comment lệnh xong mà nó dập, à nó không cho cái phương thức này, nó không có cái này, à, nó chỉ có tích này new open file option new, à xin lỗi, đây ở đây tôi đang dùng nhầm đối tượng thì phải, à open file option, xin lỗi, thằng nào tôi thấy nó không đúng from open file option ở đây bên này cũng thế này. Đấy, thì chọn file để mở cái text này là cái gì, thì cái text này nó chính là, ví dụ tôi ấn lại Ctrl O này thì các bạn sẽ thấy là cái text này tí nữa nó sẽ là chỗ này, text được hiển thị ở đây đó. Rồi mình có thể cài đặt thêm, ví dụ như là bây giờ tôi muốn cài đặt các đuôi file, có thể mở lựa chọn sort, lựa chọn các đuôi file có thể mở. À, thể mở ở đây thì mình dùng cái thuộc tính là filter của nó, pt chấm filter bằng một list các danh sách. Cái này vì sao lại có thì đây nhá, các bạn quan sát đã, ví dụ ở đây tôi muốn mở cái file bản vẽ thì cái chỗ các bạn nhìn này, các chỗ ô nhá, thì các bạn sẽ thấy là đây đúng không, cái phần này này có chữ drawing này, cách này, mở ngoặc sao này, chấm này, dvfg, thì thực ra mình chỉ cần ghi là chỗ cái filter này mình chỉ cần ghi là mở ngoặc chấm dvfg là được rồi. Đấy, dvfg, tuy nhiên là ở đây mình ghi thêm chữ drawing và cách một cái thì để hiểu là cái bản vẽ cái đuôi dvfg sẽ được mở, hoặc là đúng không? Hoặc là file không, cái chỗ này chỉ là text thôi, cái chỗ này là text hiển thị, thì còn là cái đuôi định dạng sao định cái đuôi để mở là dvfg. Ngoài ra thì mình có thể set thêm, ví dụ như là có thể là mở cái file word nhé, ví dụ để cho nó khác đi một tí, tôi có thể là file word này chấm docx đúng không, nhớ mang máng như vậy. Thế thì mình sẽ set cái đuôi là doc này, docx này. Đấy, hoặc là thích thì tôi có thể là set mở cái file pdf chẳng hạn, tôi ghi là document chấm pdf, và đây mới là cái phần set cái đuôi xin lỗi chấm than này, sao này, chấm đấy pdf vân vân, hoặc là cái cuối cùng là own file, own file, thì own file sao này chấm sao đó, thì cái đoạn này đoạn lọc có đuôi file để có thể mở được, dùng to ra đây đúng không? Được, ở đây là cái dòng text để hiển thị thôi. Thế còn thực ra các bạn vứt hết cái này đi này, vứt cái này đi, các bạn chỉ cần ghi cái này này, sau đó thì lại vứt cái dòng này, đoạn này đi này, và sổ dòng này, đuôi này này, xong lại vứt cái text này đi, sổ dọc đuôi này, và vứt cái text này đi, sổ dọc đuôi này thì cũng được. Nhưng mà đây mình viết cho nó giống cái định dạng của để hướng dẫn người sử dụng, người ta có thể hiểu là đang cái đuôi file đuôi đó thì là thuộc cái file gì, sau đó thì khai báo biến để lưu kết quả, lưu kết vừa chọn. Thì ở đây mình quay ra mình nhìn này, đây là file name result đúng không, thì là dim prompt này, file name result tôi viết tắt kiểu là from file name result, và bằng cái gì thì get file name for open. Đấy,
mở ngoặc này. À, tham số ở đây là cái đối tượng mà mình vừa tạo ra. Bạn thấy nó làm việc có quen quen không nhỉ? Đây này ở trên đây này. Ví dụ như là get point chẳng hạn, hoặc get integer này, get integer thì đây là cái đối tượng khai báo này. À, rồi setup các cái thuộc tính này. Sau đó thì khai báo một cái đối tượng là kiểu integer result để lưu trữ cái giá trị vừa chọn và sử dụng cái phương thức get editor, get integer của đối tượng editor, và editor thì nó nằm trong của document. Chỗ này tại vì sao nó hơi khác nhau nhé, thì tại vì là ở đây tôi chỉ khai báo cái biến document, thế còn ở dưới thì tôi lại khai báo cái biến là editor. Thì nếu như mà các bạn thấy nó khác nhau thì tôi ghi là cái doc này kiểu là document này, sau đó thì tôi sửa lại như này thì nó sẽ giống hết ở trên. Thì khi này tôi phải dùng đến cái đối tượng là acdoc.editor. Đó. Thì nó giống ở trên, đúng không nhỉ? Thì điều đấy có nghĩa là editor là một cái thuộc tính của cái đối tượng document này. Và get file name là một cái function của cái đối tượng editor. Nhưng lúc thì tôi nói editor nó là thuộc tính, lúc thì tôi nói nó là đối tượng. Thì khi nó là thuộc tính của cái đối tượng document, bởi vì các bạn chỉ vào đây này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ ghi là read only property document.editor as editor. Thế thì editor tại thời điểm này nó đang là property của cái đối tượng này, nhưng mà đối với get file name ấy, thì editor nó lại là class, bởi vì là class chứa cái hàm này, đúng không nhỉ? Đó, thì lúc nó là thằng này thì nó đứng ở hệ quy chiếu khác nhau. Đó. Rồi. Sau đó thì mở file. Mình cần phải mở một file trong tập các bản vẽ. Mở một file và sau đó thì thêm mở một file. Thì các bạn xem cái ví dụ mở file đâu nhỉ? Đây, mở bản vẽ có sẵn này. Các bạn nhìn nhé, cái chỗ mở bản vẽ có sẵn này. Đây, cái đoạn này có phải là mở bản vẽ có sẵn không? Đúng chưa nhỉ? Thế thì bây giờ tôi sẽ mượn đoạn lệnh này nhé. Hôm trước tôi giải thích rồi thì cái đối tượng này nó chứa tập một các bản vẽ, và khi mở thì sử dụng phương thức open của document question extension để mở nó. Thế thì ở đây tôi mượn phương thức này. Đây, mượn nhé. Và bây giờ tôi sẽ mang xuống. Đây đúng không? Đấy. Bây giờ tôi vứt cái if đi. Vứt cái if. Cái thằng này bây giờ không phải string file name nữa, mà nó là kết quả này. From file name result này. Chấm string result. Thế còn cái thuộc tính này thì tôi vứt ra đi, mặc định rồi. Đấy, mặc định rồi. Bây giờ hoặc là như thế này thì là được rồi. Ví dụ bên ngoài desktop tôi đã có cái file nào chưa? Giả sử tôi có một cái file db.1 nhá. Hoặc là bây giờ tôi đổi tên lại đi là tin học xây dựng này. Bây giờ tôi sẽ mở nó. Chưa có cái đối tượng nào trong cái file này thì phải. Để tôi vẽ cái hình tròn chẳng hạn. Để đánh dấu. Tắt vào đi. Vậy bây giờ tôi sẽ quay sang cái file này, và bây giờ tôi sẽ build solution. Có build được không nhỉ? Có vướng cái gì không? À được rồi. Đây đúng không? Bây giờ tôi netload page này. Open này. Load này. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ mở cái file kia, nhưng mà bây giờ cái câu lệnh qs control o thì tôi không dùng nữa, mà tôi sẽ dùng là new control o đây đúng không, enter. Thì các bạn thấy là nó sẽ nhảy lên một cái tab này đúng không nhỉ, một cái form thì đúng hơn. Ở đây là tên file, tên chọn file để mở, có nghĩa là cái dòng lệnh này nó có tác dụng. Đây, setup ở chỗ này đó. Thế còn các cái đuôi nhé, các bạn nhìn các cái file này. Thì ở bên kết này, đây này, word này, doc này, document này, old file. Giả sử bây giờ tôi lọc các cái file ngoài desktop mà đuôi dvkg thì nó chỉ có file này thôi đúng không? Nhưng mà nếu như mà docx này, không có file nào, hoặc là pdf cũng chẳng có file nào.
tức là ngoài màn hình của tôi thì không có, nhưng mà trong một folder thì khả năng là sẽ có, ví dụ thế. Thì đấy là cái cách mà các bạn set. Thì bây giờ nhá, bây giờ giả sử tôi mở cái file dvkg, chỗ này set là một chuyện, chỗ này các bạn lọc các cái định dạng file là một chuyện, thế còn phần mềm có mở được hay không lại là chuyện khác, đúng không nhỉ? Đó, thế thì chỗ này setup thì cho các bạn hiểu thôi, không phải mục đích là để mở, vì cat có mở được vào Word như cả PDF đâu. Đó, thế thì mở file này, tôi mở file nhé, ấn open này. À, nhưng mà nó không active về đây đúng không? Nó thiếu cái đoạn là active về đây. Và nhưng vẫn mở được file này. À, bây giờ giả sử là thế này. Bây giờ tôi sẽ gọi lại câu lệnh là Ctrl O này. Vậy tôi ấn chữ cancel xem sao. À, ESC ấy. Vậy tôi không chọn, vậy tôi ấn chữ ESC nha. Nó lỗi đúng không nhỉ? Lỗi. Nó sẽ báo một cái lỗi. Thế thì đây là một cái lỗi mà đang trong quá trình thực thi mà chưa thực hiện được hết câu lệnh. Chưa thực hiện được câu lệnh, thế thì mình có thể sửa fix lại như sau, mình xóa đi. Bây giờ mình sẽ sửa lại đơn một cách đơn giản như sau là, bây giờ tôi sẽ kiểm tra là nếu như mà giống như lúc trước ấy, giống như ở trên đây này, giống như ở trên đây nó có đỡ phải gõ nhiều đúng không? Mình tận dụng những cái gì mà mình đã nói với nhau cho đỡ mất thời gian. Đâu open file đâu. Cho mình save. Đâu nhỉ? Thôi tôi cũng chả nhớ chỗ nào. Thay vì tìm kiếm lâu như vậy thì mình có thể là xem qua cái class diagram cho nhanh, vì sau này mình sẽ dùng rất nhiều phương thức thuộc tính. Đâu, tạo mới bản vẽ này, mở bản vẽ có sẵn đây, đây đúng không? Thế thì bây giờ không, cái này nó không liên quan, xin lỗi nhé. Thế thì bây giờ mình sẽ xét như sau này. Nếu cái thuộc tính status của cái thằng Rizzo này, PT file name Rizzo status mà nó là ok, tức là có lựa chọn from status ok, then mới mở file thì mới gọi những cái thuộc tính để cái mở cái file. Thì khi mà người ta mà chưa cancel thì tức là cái điều này không xảy ra, thì nó không mở file, bởi vì khi mà người ta cancel ấy thì điều này vẫn xảy ra thì nó sẽ bị lỗi. Các bạn hình dung chưa nhỉ? Đó. Và nếu như các bạn muốn active cái file vừa mở ra thì là gì? À, cái chỗ này là for đi. Là có thì chỉnh sửa này. Active file vừa mở nhé. Active file vừa mở. Nó là lệnh acdoc m. Đây, đối tượng này đúng không nhỉ? Acdoc mg.mdi active document bằng true. Là thế nào? Bằng cái gì nhỉ? Đây là thuộc tính. Nó sẽ bằng nếu như cái file name này thì xem ở trên mình active nó kiểu gì. Lâu lâu tôi không active là tôi lại quên ấy. Có một cái lúc mở bản vẽ này, acdoc là đọc cho mình thằng này. Acdoc. Ok, hiểu rồi. Đây, thế thì gắn như thế này nha. Để active được thì đây đúng không? Active thì mình mượn lại câu lệnh này, nhưng mình chỉ dùng cái câu lệnh này. Paste vào đây. Bằng. Đấy, mở lên nhưng mà lấy cái biến vừa mở ấy lưu trữ nó lại. Đấy. Acdoc. Cái acdoc này hình như là nó bị trùng với tên này rồi. Đó. Acdoc bằng open, công thức open s đợi tôi một xíu, mình cho bên ngoài đi, new new s document thế nào, closing block
cái biến này cái biến bên ngoài này gắn ở trong này mà nó vẫn không đồng ý. À xin lỗi, đây là thừa chữ bim rồi phải. Và thừa nốt đoạn này. Đây, ok, xin lỗi. Thảo nào tôi đang đọc cái lỗi này. Đấy nha các bạn, khai báo một cái biến là kiểu document và lưu trữ cái bản vẽ vừa được mở và bây giờ active nó lên thôi. Thì bằng dùng cái đối tượng này. Dùng cái MDI active document. Bây giờ mình thử trái lại. Đâu nhỉ? Mình review nhé. Review solution. Thử xem có mở được file không. Đầu tiên tôi thử ấn kiếm SC xem nào. Nó có bị lỗi không? Sau đó thì nếu không lỗi thì mình thử xem là có mở được đúng cái file đi không. Là download này. Download. Đây quá. À, file là new control. New cái gì nhỉ? À đây. Đây, Ctrl O nhá. Bây giờ giả sử tôi ấn phím SC này. Không bị lỗi, đúng không nhỉ? À. Lỗi này à, violent. À, tôi hiểu rồi. Thì lỗi chỗ này nó vẫn có một lỗi là như thế này. À, nếu mà SC cancel mà không đọc cái này nhưng vẫn có thằng ở dưới thì nó bị lỗi, thế thì nó sẽ phải như sau. À, hết rồi đây, lùi hết rồi. Nếu như mà ok thì mình đọc và mình active nó lên thôi, đúng không nhỉ? Đấy là tư duy nó rất là đơn giản thôi. Xin lỗi, lỗi tôi đang không để ý lắm. Đấy, để chưa nhỉ? Có nghĩa là thế này, có nghĩa là đầu tiên là người ta sẽ kiểm tra nếu như mà người sử dụng nhấn kiếm SC thì nó sẽ không vào cái đoạn lệnh này thì nó không bị lỗi và nó sẽ cancel cái bảng mở đi cái form đấy. Còn nếu như mà ok thì bắt đầu nó sẽ mở form và nó active cái bản vẽ vừa được mở. À, review nhé. Review. Nhấn load. À, đây đúng không? Là mở lại. À, new control. Oh. Bên tôi ấn SC một lỗi không? Các bạn không thấy lỗi gì nữa đúng không nhỉ? Nhiều khi lỗi nhưng có thể các bạn không hiểu, làm lại SC. Đấy, không lỗi. Bây giờ tôi sẽ mở này. Đấy nha, Ctrl O này. À, mở nha, open. Mở được file gì nhỉ? Đúng, mở được đúng file này và cái bản vẽ đang active ở cái file này. À. Có bạn nào làm được đúng như thế này không? Cái ví dụ này tôi nghĩ là nó cũng hơi khó. Tôi có hướng dẫn là chỉ nhắc qua là dùng hai đối tượng này nhưng mà cái đoạn đằng sau thì có vẻ khó. Có thanh niên nào làm được dụ này không? Hả? Rồi ok. Vì nó hơi khó. À thì nhân tiện thì tôi sửa luôn cái ví dụ này thành cái câu lệnh là à bây giờ nha, bây giờ thay vì Ctrl O như mình là Ctrl Q. Xin lỗi, Ctrl S. Ctrl S là sẽ ra cái bảng này đúng không? Bây giờ tôi sẽ mô phỏng lại luôn cái lệnh Ctrl S, họ nhìn ra dựa vào cái lệnh trước dễ. Nó giống nhau. Đây đúng không? Tắt cái đi. À tôi mượn cái đoạn này. Con paste xuống đây, bây giờ tôi sẽ nhìn new Ctrl S. S. New Ctrl S. Cách dưới đi, chỗ này là lưu control. Đây là nói chung với tên sắp control S. Được chưa nhỉ? Rồi bây giờ mình sẽ sửa lại như sau nha. Vẫn dùng cái đối tượng này, vẫn dùng cái đoạn lệnh như thế này. Bây giờ mình chỉ thay là lựa chọn các đuôi file có thể lưu. Đấy. Rồi thì lưu trữ kết quả này, chọn nơi bây giờ chỗ này kia là chọn nơi lưu file đây, để chọn nơi để
Alo, có thanh niên nghe rõ không? Có. Ngủ hết chưa? Vẫn nghe rõ thầy ạ. Rồi, ok. À, chọn nơi để lưu file này, khai báo cái biến vừa chọn này. À, bây giờ mình sẽ làm như sau. Bây giờ mình có lần trước có cái câu lệnh save file không nhỉ? Save file được nhỉ? Mở bản vẽ có sẵn. Save active file đây, mở lên xem người ta làm nào nhá. Ở đây, người ta dùng cái save s này. Người ta dùng cái save s này. Thì bây giờ tôi cũng sẽ mượn tạm cái save s này tôi dùng. Và thay vì là sử dụng đường dẫn này thì tôi sử dụng cái kết quả đã được lưu, đã được lựa chọn nhé. Nhìn này. À, tới đây thì vẫn giống này, vẫn tới đây vẫn ok, nhưng bây giờ tôi sẽ xóa cái gì? Lưu file, tôi chỉ ghi thế là lưu file thôi. Và tôi sẽ xóa cái đi, tôi kiểm tra nếu như mà ok thì tôi sẽ lưu. Nhưng cái đường dẫn này thì bây giờ tôi sẽ chọn cái thằng này này. Nó là chấm string result. Các bạn sẽ thấy là không có cái active thì nó đúng như mở file lên thì mấy active thì còn đang lưu file thì cần gì đâu mà phải active đúng không? Đây, lưu file được rồi nha. À, bây giờ mình sẽ trở lại cái tôi vẫn dùng thủ tính nhé, xếp S của database để tôi lưu file thôi. Cái ví dụ này thì đã có ở trong lúc buổi mấy buổi trước mình đã làm class my đấy, tôi không nhớ. Đấy. Buổi nào đấy. Bây giờ review. Đây đúng không? Nhấn load này. Nhấn load này. Đây nha, bây giờ tôi vẽ hình tròn vào đây. À, thêm hình chữ nhật đây. Bây giờ tôi sẽ lưu cái file này bằng câu lệnh mà tôi vừa làm, là lệnh new control s. Đây đúng không? Đây. Thì các bạn sẽ thấy là chọn nơi để lưu file. Và cũng list các cái file. Nhưng mà nếu như mà mình chọn cái này mà mình lưu thì nó sẽ lỗi bởi vì cap. Nó không tạo ra được cái file DB cap. À xin lỗi, PDF mà chỉ có chọn được cái file này. Đấy, bây giờ ví dụ tôi sẽ lưu là DHXD đi. DHXD. Đây là file name nhá. Và các bạn thấy là khi mà các bạn khai báo cái đối tượng là file name open file option thì nó sẽ show cái đối tượng này, nó chính là cái bảng này đúng không nhỉ? Cái bảng này, cái form này. Mình chọn nơi để lưu file. Open à. Tôi đang bị chỗ này là open, nó không phải là save. Cho nên lưu file thì đúng rồi, nhưng mà cái chữ open này là không đúng. Xin lỗi. Tôi copy ở trên, các bạn nhìn nha. Các bạn nhìn thấy nó có một cái sự buồn cười này nha. Hai đối tượng này giống nhau, nhưng ở trên là tôi cái lệnh là control O ấy, thì tôi dùng cái phương thức là get file name for open. Trong ở dưới tôi cũng copy, nhưng mà tôi lại cũng để là get file name for open, thì khi mà lưu file ấy, thì hóa ra lại gọi đến cái phương thức là mở file, bởi vì chỗ này là chữ open là sai, đúng không nhỉ? Ok, bây giờ tôi sẽ tắt đi. Tôi sẽ sửa lại cái chỗ này. Sửa cái câu lệnh này, theo các bạn thì chỗ này sẽ sửa là gì nhỉ? Get file name for save. Đấy, ở trên là for open, ở dưới là for. À đây, Ctrl S à? À đâu? Ctrl O is for open. À, dưới là for save. Xin nào. File name for save. File name result. File name result. Editor này. Get file name. Như cái file nào nhỉ? Get file name for set. Get file name for set.
tham số bên trong nó là, à chỗ này là open thì sai nhỉ. Yeah. From file name set phải dùng cái đối tượng này cơ thì lỗi, rồi copy cộng tag như là nó bị lỗi nhỉ. Yeah. Đây phải dùng cái đối tượng là file set file open. Thế cái tên biến gì thì set file option, tên biến gì thì tôi vẫn để như vậy nhá. Đó thì bây giờ các bạn sẽ thấy là nó sẽ ok. Được rồi. Nào, để load nào. Đó, chọn cái file đi. Và bây giờ lệnh là new control C for save, đúng không? Đấy, thì bạn sẽ thấy là đây, các đuôi file này, chọn nơi lưu file này. Tên file mình không thích mình đặt là Xperia, ví dụ thế, mà vào chữ save này. Yeah, sử dụng đúng phương thức, đúng đối tượng thì nó sẽ ra được cái này. Xếp cái, à nó có chữ Xperia, nó có folder Xperia rồi. Mình sẽ đặt là DHDJ đi. Xếp nha, xếp. Các bạn thấy nó đã xếp được cái file với cái tên là DHDJ, được chưa nhỉ? Đó, thì nhân tiện là luôn một cái ví dụ nữa để các bạn thấy rằng thế thì ý nghĩa của nó là cái gì cái thực ra là cái biến là from file name result này nó sẽ lấy cái đường dẫn, giả sử khi mà lưu file thì nó sẽ lấy cái đường dẫn động ấy, và nó truyền cái tham số cái đường dẫn vào đây và sau đó thì nó sẽ sử dụng phương thức là set. Thế còn ở bên cái ví dụ đằng trước nhé, các bạn nhìn đâu nhỉ, drawing set không xin lỗi, cái đây set active file nha các bạn. Nếu mà các bạn nhìn cái ví dụ này thì các bạn sẽ thấy là có một cái đường dẫn là cố định đúng không nhỉ, nhưng mà bây giờ đường dẫn là cố định thế thì nó không hay. Thế thì bây giờ cái đoạn lệnh này này, đây đường dẫn cố định nhé, cái đoạn lệnh này, cái biến này này, nó sẽ lưu, và tóm lại cái đoạn lệnh từ đây này nó sẽ lấy một cái đường dẫn, và đường dẫn để do người sử dụng người ta lựa chọn từ cái form người ta nhập vào, và cuối cùng thì nó sẽ lưu vào đây và mình lấy cái string result, nó string cái đoạn này này, cái biến này với cái thuộc tính string result này, nó sẽ gần giống với đây. Các bạn về nhà các bạn tự debug, các bạn nhìn xem là có đúng không nhá. Ở đây là mình lưu tính, còn ở dưới kia lưu động. Đó. Rồi. Có thắc mắc gì không nhỉ? Các thanh niên làm rồi có thắc mắc gì không? Rồi ok, thế thì không thắc mắc gì thì không ai nói gì. Thì ra chơi 10 phút nha. Alo. Tốt nhất là các bạn bật cam đấy nha. Khi học thì bật cam lên. Biết là còn ai ở đây không hay là tôi mất mạng rồi? Vẫn còn ạ. Các thanh niên bật cam lên. Không biết các anh không bật cam thì tôi chả biết các anh đang làm cái gì. Các anh chỉ biết là tôi đang nói, nhưng mà khả năng là khéo, khả năng cao là tôi nói rồi tôi nghe. Thế còn không hiểu là các anh đang làm cái gì. Rồi. Ví dụ hôm trước bảo về nhà chạy thịt thì thôi nha. Rồi, tạo một cái đối tượng nữa rất quan trọng. Đây là đối tượng quan trọng bậc nhất của API. Database. Đấy, database là cái gì thì nếu mà nhìn vào cái hình này này. Hình slide ở document ấy thì database đây. Đây, database nó là
một đối tượng của document kéo xuống đâu nhỉ, kéo hơi nhanh à, đây đúng không, đây tôi có ghi mấy dòng. Database thì nó chứa các đối tượng đồ họa và các đối tượng phi đồ họa và hầu hết các thực thể phi đồ họa. Đối tượng phi đồ họa là gì thì đối tượng đồ họa là gì thì là những cái gì mà các bạn nhìn thấy được, visible object ấy, những gì mà các bạn nhìn thấy được ở trên bản vẽ thì nó là đối tượng đồ họa. Thế còn phi đồ họa là những cái thứ mà nó ẩn đằng sau mà các bạn phải show nó lên các bạn mới thấy thì gọi là phi đồ họa. Ví dụ như là các layer này, lifestyle này, layout các thứ đúng không nhỉ? Đó thì người ta gọi là invisible object. Thế thì database nó chứa những cái thứ như vậy. Thế mình để ý nhé, mình để ý là vì nó chứa đối tượng đồ họa, ví dụ như đường thẳng, đường tròn, đường cong, đường méo, đường rồi text, hex, polyline vân vân. Thế thì để bởi vì mục tiêu của mình là khi làm việc với các bản vẽ hoặc là lập trình tự động thì mình phải chủ yếu là tạo ra các cái đối tượng cơ bản mà, đúng không nhỉ? Thế thì mình phải hiểu rõ về database thì mới ví dụ tạo mới hoặc xóa hoặc chỉnh sửa cái đối tượng mà cái lớp đấy nó quản lý, cái đối tượng mà lớp đó nó quản lý. Rồi thế thì ở đây người ta có ghi lại để truy cập vào database của bản vẽ mà đang làm việc ấy, bản vẽ hiện hành. Cái chữ hiện hành thì tôi dịch nó cũng không đúng lắm mà gọi là bản active thì là gì trong ngữ cảnh này thì tôi gọi là bản vẽ mà đang làm việc thì đúng hơn. Thì nó có hai cách, một cách là ghi là application.documentmanager.mdi là bản vẽ đang làm việc này và database.database. Cách thứ hai thì truy cập, cách thứ hai thì tôi ít dùng bởi vì cách thứ nhất nó clear, nó rất là tường minh. Thế thì để truy cập vào database của bản vẽ thì các bạn cứ nhớ cái hai cái ngô lệnh này đã. Rồi bây giờ đặc điểm của database thì database chính là cơ sở dữ liệu của cái file DWG. Của cái file DWG, bởi vì một cái file này đúng không? Đây là một file DWG, nếu các bạn muốn tạo mới một file nữa thì đây lại là file thứ hai. Đúng không? Thì mỗi cái file này, file thứ nhất, file thứ hai, mỗi cái file này nó có một cái cơ sở dữ liệu riêng. Đấy. Thế thì đâu nhỉ? Cơ sở dữ liệu. Thế thì database nó chính là đặc trưng của cái file đó và đối tượng được lưu trữ theo cái thứ bậc trong cơ sở dữ liệu. Cái này rất quan trọng. Gọi là database structure. Tất cả các đối tượng có một cái đặc điểm thứ hai là tất cả các đối tượng lưu trong cơ sở dữ liệu thì đều có ID, đều có gọi là object ID ấy. ID là cái gì? Nó giống như là cái chứng minh thư các bạn, mà có mỗi người thì có một cái chứng minh thư mà nó có một cái dòng số riêng ấy, không ai chung với ai. Đó. Thế còn trong cơ sở dữ liệu, thế còn một cái đối tượng mà nằm trong cơ sở dữ liệu ấy, thì luôn được truy cập thông qua đối tượng transaction. Đấy. Thì đây là cái tên lớp của đối tượng đó thôi. Thì cái này nó hơi đặc biệt, transaction là cái gì thì có thể là mình sẽ để nói sau đi. Bởi vì mình sẽ nói đến đối tượng transaction sau. Database thì nó có hai cái đặc điểm chính là đối tượng được lưu trữ theo thứ bậc trong cơ sở dữ liệu và tất cả các đối tượng đều có entity, đều có ID, tôi gọi là ID entity chứ không phải là name ấy nhé. Ví dụ name thì có thể là trùng nhau, nhiều người cùng tên đúng không nhỉ, nhưng mã số sinh viên thì chỉ có một thôi, mỗi người có một mã số sinh viên hay là ID ấy. ID của mỗi bạn sinh viên thì là mã số sinh viên, thì còn tên thì ví dụ như là Nguyễn Tuấn Anh, một lớp của vài bạn Nguyễn Tuấn Anh chẳng hạn, thì name khác với ID nhé, ID là identity. Rồi ok. Cái hình ở dưới này, hình này là hình quan trọng thứ hai sau cái hình này. Hình này là hình quan trọng nhất, cái sơ đồ lớp là hình quan trọng nhất. Thế còn hình quan trọng thứ hai ấy, cái hình thứ nhất này, cái hình object hierarchy ấy, cái sơ đồ lớp này, thì nó để hiểu tổng quan về cái cấu trúc của API của CAT. Thế còn cái hình thứ hai ấy, thì nó để hiểu cái cấu trúc của database. Đấy, cấu trúc của database.
đấy nha. Thế thì trên cái này thì các bạn sẽ hiểu như thế nào, thì thực ra thì nếu mà chưa làm thì nó rất là khó hiểu. Ví dụ như database của một bản vẽ thì nó có chứa các cái thành phần, nó có chứa các lớp, ví dụ như là lớp thứ nhất là block table này, block table, hoặc là nó có các chứa các đối tượng. Ở đây nó có các đối tượng như block table này, layer table này, text style table, display table, vân vân. Thì nó có 2, 4, 6, 8, 9 cái người ta gọi là symbol table. Một block table, layer table này, text style table, tổng là có 9, duy nhất có 9 thôi nha. Thế thì trong với mỗi symbol table, ví dụ như block table này, thì nó sẽ chứa các cái đối tượng nhỏ hơn được gọi là block table record. Thế các bạn nhìn này, cái model space ấy, trong bản vẽ của một cái file TVKMG của bản vẽ thì nó được gọi là một block table record. Model space, paper space là một block table record. Và ngoài ra nhé, hoặc là một cái block mà các bạn vừa mới tạo ra ấy, các bạn tạo ra trong cơ sở dữ liệu thì nó cũng được gọi là một block table record. Đấy, nhìn vào đây đúng không? Và sau này thì mình đi sâu vào hơn thì mình sẽ thấy là một block table record thì nó sẽ chứa các đối tượng đồ họa. Đấy. Rồi, tiếp theo là đến ví dụ như layer table này, layer table thì nó chứa layer table record, nó chứa các layer table record. Trong cơ sở dữ liệu thì chỉ có một layer table thôi nhé. Nhưng có rất nhiều layer table record. Và một trong các layer table record là cái gì thì nó là một cái layer trong bản vẽ. Ví dụ trong bản vẽ của mình các bạn còn nhớ là có một cái layer mặc định là layer số 0. Đúng không nhỉ? Có một layer là layer số 0. Thế thì ngoài ra nếu các bạn tạo ra các layer khác thì những cái layer khác thì nó được gọi là layer table record. Đấy, nó rất dễ hình dung thôi. Ngoài ra thì nó có text style table này, text style table record này, div style table này, div style table record nha. Rất là, nhưng mà mình chỉ trong nội dung chương trình tôi chỉ giới thiệu block table record, layer table record, div style này, text style này, thế thôi. Còn lại những cái khác thì ít dùng và làm việc thì nó giống hệt nhau. Ok chưa nhỉ? Vậy nhắc lại nha, cái file dbk thì thường thì nó chứa các cái đối tượng, nó giống như là các bạn hiểu là nó cái file dbk nó có cơ sở dữ liệu là giống như là một cái tầng của thư viện. Thế thì trên cái tầng của thư viện thì nó sẽ có rất nhiều các cái giá để đựng cái kệ sách đúng không nhỉ? Đây là một kệ sách này. Trên kệ sách thì nó có rất nhiều cái tầng của giá sách này. Và trong mỗi giá sách thì nó có rất nhiều quyển sách ở bên trong. Hình dung chưa nhỉ? Thì đấy là cái cấu trúc của cái cơ sở dữ liệu nó kiểu như vậy. Đấy nha. Thế thôi. Rồi. Thế. Cụ thể hơn thì ví dụ như symbol table này. Symbol table thì nó có layer, symbol table ví dụ như layer table này, hoặc là text style table, block table, thì người ta gọi chung gọi là symbol table. Cái symbol table thì nó symbol table nó chứa cái symbol table record tương ứng. Đấy, vừa nói xong đúng không? Ví dụ như block table thì nó chứa cái block table record, layer table thì nó chứa layer table record. Thế thì symbol table nó sẽ chứa symbol table record. Đó. Mỗi symbol table này thì nó đều có phương thức là add này, item, pass. Thì mỗi cái phương thức này thì nó sẽ có một chức năng riêng. Ví dụ như là cái phương thức add của block table ấy thì nó sẽ thêm được cái block table record vào block table. Đấy. Hoặc là phương thức item này thì nó sẽ tìm kiếm một cái chuỗi đưa vào bằng thông qua cái tên để tìm kiếm xem là cái đối tượng block table, cái đối tượng symbol table record nó có tồn tại ở trong symbol table hay không. Rồi phương thức hash. Rồi có thể liệt kê các symbol table record trong symbol table. Đây, nếu mà nhìn đây, ở đây tôi có nguồn từ Autodesk này. Cơ sở dữ liệu của CAD ấy thì nó có các symbol table 2, 4, 6, 8, 9 symbol table. Trong symbol table thì nó chứa symbol table record. Trong symbol table record ấy, thì nó chứa các cái đối tượng, cái thực thể
đồ họa, các thực thể phi đồ họa đó. Và ngoài ra thì trong cái database của một cái file ấy, nó còn chứa các cái đối tượng gọi là name, object, dictionary. Thì cái này mình sẽ nói sau vào cái phần gần cuối nó. Mình đang tập trung vào cái các symbol table. Thì cái block, cái symbol table đầu tiên và quan trọng nhất thì là block table. Quan trọng nhất bởi vì sao? Bởi vì block table ấy thì nó đương nhiên là một symbol table rồi. Nó chứa tập các block table record. Đấy. Và block table record thì chỉ lưu trữ được thực thể đồ họa. Hai, block table record mặc định trong model space là trong database là model space và variable space. Đây có đúng không? Có thể kết mới. À, bây giờ là 3. Thế một block table record, block table record thứ hai, block table record thứ ba, gọn nó thì hoàn toàn tạo mới được block table record thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bao nhiêu đấy các bạn thích tạo bao nhiêu thì các bạn tạo. Thì với mỗi cái đây này được gọi là một symbol table record. Đây cũng được model space, được bản thân cái thằng model space nó cũng là một symbol table record. Được chưa nhỉ? À, mấy anh đang rất chăm chú như đang chơi trò gì hay nghe cái gì hay nhìn cái gì, đúng không? À, cái thực ra thì cái này nó không khó đâu, nhưng mà nó cũng không dễ để hình dung. Nhưng mà nếu không nghe thì các bạn đọc slide các bạn sẽ không hiểu gì. Đấy nha, tôi chỉ nói một lượt thôi. Và ai nghe thì hiểu, còn ai không nghe thì tự đọc, đúng không? Rồi. À, tiếp theo, cái Object ID thì vừa nói xong. Object ID thì tất cả các đối tượng trong cơ sở dữ liệu đều có một Object ID. Và là duy nhất trong mỗi phiên bản AutoCAD. Nó được tự động tạo ra khi thêm đối tượng vào cơ sở dữ liệu. Dùng thuộc tính Object ID để lấy ID của từng đối tượng nhé. Và thông qua cái ID của từng đối tượng này thì mình, ví dụ trên cái bản vẽ của các bạn nó có hàng nghìn thực thể, hàng chục nghìn thực thể, ví dụ như là textile, nó hàng vài chục nghìn đường line, hàng trăm cycle, hàng bao nhiêu các cái dim, bao nhiêu text, thì với mỗi cái đối tượng đó nó sẽ có một cái ID riêng. Đó, nó có một cái ID riêng. Thì bây giờ giả sử nha, bây giờ tôi sẽ tạo ra một câu lệnh để lấy object ID của một đối tượng trong bản vẽ. Cái ví dụ này nó không có đâu, mà ví dụ này là tôi tự viết đấy. Bởi vì các bạn sẽ không thấy tìm thấy được ở trên trong AutoCAD. À đây. Đây. Bây giờ tôi sẽ đặt tên cho nó là xem ID của đối tượng lựa chọn, đúng không? Của đối tượng. Xem ID của đối tượng. Thế thì bây giờ bằng cách là chọn đối tượng. Bằng cách là chọn đối tượng. Trong bản vẽ. Ví dụ trên này nhé. Ví dụ trên này tôi đang có một đường tròn này, một đường thẳng này. Rất nhiều đường thẳng, đúng không? Vân vân, hoặc là hack đi, hack này, hoặc là DLI này, ví dụ thế, DLI đây chẳng hạn, đấy. Thế thì bây giờ tôi muốn là pick cái đường thẳng này thì tôi sẽ hiển thị được cái ID của đường thẳng này. Giống như là khi mà mình pick cái đường thẳng này này thì nó đã hiện lên cái chiều dài của đường thẳng thì này, đúng không nhỉ? À không, pick ID này. Ví dụ nếu như các bạn ấn chữ Ctrl 1 ấy, thì các bạn sẽ thấy được cái thuộc tính của cái đường thẳng này. Nhưng các bạn sẽ không thấy một cái thuộc tính gọi là ID của đường thẳng. Vì cái đối tượng đó nó bị ẩn ngầm đi, bởi vì nó là đối tượng mà không bị thay đổi trong bản vẽ. Cho nên là người ta không cho các bạn can thiệp vào. Đó. Thì các bạn sẽ không tìm thấy đây, tuy nhiên mình vẫn có thể tìm thấy được, ví dụ nha. Tôi sẽ viết câu lệnh để tôi chọn một đối tượng bất kỳ trên này và tôi sẽ biết được là ID của đối tượng đấy là cái bao nhiêu. Cho tôi có bạn ra, có bạn vào nhỉ. Rồi, ok. À, vậy thì làm ngụm nước đã. Ăn nước quá.
Rồi, ok. À, xuống đây, đều 2 cái nào. Rồi, lên nốt chưa? Lên nốt rồi thì tắt nó đi. Tí mở sau. Hiểu idea gì nhỉ? Đấy. Bởi vì tôi nói rằng idea nó là duy nhất, cho nên là mình tự kiểm tra xem nó có đúng không. Thế thì đầu tiên nhá, tôi sẽ phải tạo cái comment thì đương nhiên rồi. À, comment method này. À, mình sẽ đặt tên là xem ID của đối tượng của DT đi. Đấy, cái tên này, cái comment này mình kỹ đặt thì là mình đặt. Đây đúng không? À, thế thì nó có phải trải qua mấy bước như sau nha. Tôi nốt vào đây cho các bạn dễ hình dung này. Đầu tiên là cần phải chọn đối tượng trên bản vẽ. Thứ hai là làm gì? À, xem ID thôi, hiển thị ID đó. ID. Thế thì để chọn được đối tượng thì mình làm thế nào? À, thế thì mình lại nhớ lại cái chỗ cái bảng này này. Cái bảng này này. Bởi vì đây là các đối tượng mà bởi vì nó sẽ cung cấp cái việc tương tác giữa người sử dụng mà. Tương tác giữa người sử dụng. Cho nên là bởi vì đang phải lựa chọn đối tượng thì đây nó có một chỗ là đâu? À, thiếu, cái bảng này bị thiếu rất nhiều là đằng khác. Đây nha, các bạn không tin. À, đây nha, cái bảng này nó rất thiếu rất nhiều. Ví dụ đây. À, xin lỗi. Edit the input. Thế nào? À, bây giờ vào đâu để nhìn thấy nhá. Bạn đợi tôi một xíu để tôi nhớ lại xem nào. Get file editor M12. Editor. Thằng này nó nằm ở đâu nhỉ? Editor input. Đợi xíu, tôi đang hơi quên. Các cái đối tượng này nó của editor, cái đối tượng này của editor thì phải vào đây để thấy ngay nhỉ. Đây là application editor M12. Đây các bạn thấy đây. Đây nhá, nó có rất nhiều các cái đối tượng from để nhắc cái corner distance double entity integer news. Keyword này, trong này nó có một cái gọi là cái gì nhỉ? Entity, nó gọi là entity option và entity result, entity and nhỉ? Prompted, không phải prompter đâu. Get vẫn không đúng, xin lỗi, vẫn không phải ở đây. Tôi phải tìm bằng được nó nằm ở đâu. Class này thì nó thuộc editor input chứ nhỉ. Editor input đợi xíu tôi phải tìm bằng được nó nằm ở đâu. Đây các bạn vào đây, các bạn tìm nhanh, bởi vì nếu như mà chỉ xem vài cái đối tượng người ta cung cấp thì có thể là không đủ. Đọc nét à? Đọc này. RCMGD này. Editor input này. À, đâu nhỉ? Đây. Editor input. Các bạn kéo xuống. Các bạn sẽ thấy nhiều lắm. From selection set result này. Thì trong đấy tôi muốn tìm những cái entity option này, entity result này, entity option này, class này này, thì nó cài đặt các thông số để nhắc lựa chọn cái đối tượng. Đấy, vậy thì khi mà chọn đối tượng ở trên bởi vì idea của tôi là tôi muốn là lựa chọn đối tượng mà, thế thì tôi phải dùng cái đối thì tôi phải dùng cái class hay dùng hai cái đối tượng là from entity option và from entity result. Đấy là lý do vì sao mà tôi phải tìm đến để tôi nhắc các bạn thôi. Thế còn ở đây đúng không nhỉ?
deep AC doc kiểu là document bằng application document manager MDI. Thứ nhất là mình khai vào cái đối tượng là prompt entity option, kiểu của nó là prompt entity option này bằng new entity option này. Mình không biết cái gì vội vào đây. Đấy, có thể mình cài đặt là pt entity option chấm message là bb new line đi. New life này. Ví dụ tôi sẽ nhắc người ta là chọn đối tượng muốn xem ID. Rồi thì tôi có thể cài cái thuộc tính là bắt buộc phải chọn một đối tượng nào đấy. Allow none thì bằng false, tức là bắt buộc phải chọn đối tượng, đúng không? Kiểu thế. Sau đó thì tôi dùng một cái biến này. Đây. Lựa chọn xong thì phải dùng cái biến tương ứng entity result để lưu trữ. Thì quay sang đây là dim prompt entity, cái tên này thì các bạn tự đặt nha, tên biến mà. Tên biến người là chỉ tự đặt. Result kiểu nó là prompt entity result. Và khi này mình sử dụng phương thức là get entity doc ac doc human này chấm editor input này chấm get entity đó, và tham số truyền vào thì là cái tham số trên là pt entity option đó, được chưa nhỉ? Sau đó thì sao? Sau đó thì khi này tôi chỉ cần hiển thị đấy, hiển thị thì có text ở dưới ghi rồi đây, hiển thị nhá. Thì tôi có thể ghi bằng hai cách, ví dụ như cái show cái list dialog ID của đối tượng là đúng không? Tôi sẽ làm như sau. Cái đây là cái biến để lưu trữ cái đối tượng được chọn. Thế thì mình nói với nhau là nó có thuộc tính ID đúng không nhỉ? Thế thì mình sẽ tìm pt entity result này, chấm này object ID này đúng không? Chấm toString đi. ToString. Đó. Đây là cách thứ nhất nha. Nếu không, nếu mà thích thì gọi có thể in ra cách thứ hai. AC doc.editor input.write message. Và cũng như thế thôi. Pb new line chẳng hạn. Ở đây là ID của đối tượng. Đấy, tôi mượn tạm. Pb này. Hai cách như nhau. Đây nhé. Miễn ra kết quả, đúng không? Review xem là có ok chưa. Đợi một xíu. Các bạn này cứ chạy ra chạy vào là sao nhỉ? Đây nha, rồi. Download. Bây giờ tôi sẽ download trước. Tôi giả sử tôi có mấy cái đường như lúc trước đúng không? Đường line. Ví dụ thế. DLI đi. Bắt chép thế. Kể cả thậm chí là hash đi. Hash vào trong quyền này. Rồi. Ở đâu nhỉ? Ít. Rồi. Đây tôi sẽ gọi lệnh là gì nhỉ? Xem ID của đối tượng này. Của đế tên. Đây tôi pick nhé. Cái đường tròn này. Pick này. Nó sẽ ra một cái show, cái list dialog là ID của đối tượng là, đúng không? Các bạn nhìn thấy cái số này, hoặc là nó có cái số dưới đây. Ngoài ra nếu như mà cảm thấy khó nhìn quá thì mình có thể là show cả cái tên của đối tượng. Bởi vì mình đã tìm được đối tượng thì mình có thể show cái name của đối tượng, nhưng name thì nó không dài. Đấy, rồi ví dụ thì là bây giờ tôi sẽ xem cái đường thẳng này nha. Đây là đi nha. Đây đúng không? Pick thêm đường line này. Pick thêm đường line này. Đó. Pick thêm đường line này. Thậm chí cả hết nha. Rồi bây giờ các bạn xem ở đây. Đây đúng không?
nó sẽ sổ ra một list các ID mà tôi vừa chọn. Các bạn nhìn rõ ràng là ID cái mấy số đầu thì giống nhau. List các số đầu giống nhau. Nhưng các số sau thì nó không giống nhau. Ok chưa nhỉ? Điều này có nghĩa là cái ID của mỗi đối tượng là duy nhất và nó được tạo ra mặc định khi các bạn tạo đối tượng. Đó, rồi nhá. Có ai hỏi gì không? Nào, tới buổi thứ ba rồi thì thấy nó có khó hay thì nó khó hiểu hay thì nó như thế nào không nhỉ? Để tôi còn điều chỉnh cái cách tiếp cận. Có thanh niên. Xong rồi tôi nói thế này mãi tội chán. Mà tôi cũng không chắc là các anh có hiểu không? Hả? Rồi tiếp nhá. Rồi bán sau tại vì nội dung thì còn dài. Bây giờ nghe các anh giải bày thì hơi lâu, không ai nào nói gì. Nội dung còn dài lắm. Rồi, đấy là xem ID của đối tượng. Bây giờ thế này. Bây giờ bởi vì tới cái phần này thì nó có rất nhiều thứ để các bạn làm. Đây nha. Sao cái màn hình của tôi nó cứ giật giật đấy. Nó bị làm sao đi. Bỏ lấy xíu nha. Các bạn nhìn thấy cái màn hình của tôi nó có giật không? Không. À. Sao thế nhỉ? Nó nói nghỉ hưu rồi. Rồi ok. Đấy, như nếu các bạn không thấy thì thôi kệ rồi. À, đây. À, bây giờ thế này. À, bây giờ mình sẽ, vì mình nói rằng bây giờ mình sẽ phải làm vài cái ví dụ để hiểu được cái đối tượng database, các đối tượng nhỏ hơn ở trong đấy. Nhá. Yeah. Bây giờ tôi sẽ làm một cái câu lệnh để tôi làm gì bây giờ nhỉ? Tôi sẽ liệt kê đây, tôi sẽ liệt kê các mà cái này đã nó mới dễ hình dung. Bây giờ tôi sẽ làm một câu lệnh để tôi liệt kê tất cả các block trong bản vẽ hay là tất cả các cái đối tượng block table record ở trong bản vẽ. Các bạn có, nếu mở bản vẽ lên thì các bạn sẽ làm cách nào để các bạn xem các block của bản vẽ nhỉ? Đây là một ví dụ để các bạn ứng dụng nhỉ? Có câu lệnh gì để ví dụ một cái bản vẽ mà các bạn phải đi mượn, đi copy thì làm sao để tìm được là có bao nhiêu block ở trong đấy? Insert. Giả sử bây giờ tôi gõ câu lệnh B nhá. Tôi vẽ một đường tròn này. Đây, nếu như câu lệnh block, ví dụ tôi làm một cái block là một cái đường tròn bị hack rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái block này. Tôi đặt tên là testing day chẳng hạn. Ở đây nó có mấy tham số, nếu như các bạn dùng block thì các bạn phải hiểu. Base point là cái điểm để insert block. Object là cái các đối tượng trong block. Rồi các cái behavior thì nó có thể cài đặt hay không. Thì mình có thể set nhá. Cái base point ở đây XYZ là cái điểm chèn của cái block khi mà các bạn muốn gọi nó ra để chèn ấy. Thì các bạn có thể set theo cái trục tọa độ XYZ này. Hoặc là các bạn pick point. Lựa chọn pick point này. Ví dụ tôi muốn là khi gọi ra tôi chèn lấy điểm này là điểm chèn. Đúng không? Thì nó sẽ là, thì tôi pick rồi cái điểm đấy thì nó sẽ ra tọa độ này. Đây, bây giờ tôi lại đi dạy get nữa. Rồi bây giờ đến object. Object có nghĩa là các đối tượng ở trong block. Thế thì nó có một cái mục gọi là select object. Pick với ai? Có chọn tất cả các đối tượng thì đây là các đối tượng trong block. And, à, cách. Rồi, được chưa nhỉ?
Và đặt những chỗ này thì nó có hỏi mình là cái mục này thì bỏ qua. Convert to block có nghĩa là hai cái đối tượng mà chọn thì nó có convert sang block hay không, hoặc là delete nó đi. Nếu như ấn chọn delete nhá và ấn ok thì cái hai đối tượng này sẽ bị delete mất, nhưng mà nó vẫn tạo ra một cái block là hình tròn và không cái hash ở giữa, ok nhé. Đấy, mất. Nhưng bây giờ nếu mà các bạn mà muốn y hoặc insert, ấn y thì các bạn sẽ thấy có một block đây thôi. Nhưng mà câu hỏi của tôi đang đặt ra là khi mà các bạn copy một bản vẽ, người ta bởi vì một bản vẽ mà hoàn chỉnh thì người ta phải có đến hàng trăm block ở đây rồi. Không phải một block đâu, hai block đâu. Nhiều chục block thì làm thế nào? À, ví dụ trong case thì mình insert ở đây, gọi phát nữa insert ở đây. À, thế thì bây giờ câu hỏi của tôi là liệt kê các block có trong cái bản vẽ này. Đấy. Đây. À, tạo câu lệnh liệt kê các block có trong bản vẽ. Đấy nha, cái ví dụ này khá là khó đấy, không phải dễ đâu. Đây là một câu và có thể là một cái comment mà các bạn giống như là trong trong cái gì này, các bạn hay dùng cái gì quên sử mất rồi. Thì mình có thể là viết sẵn một câu lệnh như thế này để mang ra thì đồng mang ra dùng, ví dụ thế, ví dụ trong đây hoặc lập trình trong kết rồi thì thay vì ví dụ ấn chữ y cái nó khó tìm không nhỉ. Thay vì như vậy, mình liệt kê ra, sau đó thì mình lại tìm được cái tên của nó, thì paste lại vào đây, name cái gì sẽ thấy được nó, đúng không? Tại vì như thế. Thế thì vì nó nhiều block, tôi đang giả sử cái trường hợp đấy như vậy thì có lệnh sẽ là như sau này. À, mình sẽ là liệt kê block tất cả block trong bản vẽ. Đấy. Thôi viết tiếng Việt thì chọn lành. Public. Đấy. Thì tí nữa gọi lại cho nha. Thế thì nó có mấy thế thì bây giờ cái này, thì ví dụ này ấy, thì nó sẽ có các câu lệnh, nhưng nếu như bây giờ tôi viết các câu lệnh luôn ấy, thì các bạn sẽ không hiểu mà tôi sẽ phải giải thích như sau. Cái đối tượng block table record ấy, nó chính là một block, mình nói mấy lần rồi đúng không? Cái đối tượng này này, nó nằm, nó thuộc quản lý của block table, và đối tượng block table thì nó nằm ở trong database. Database thì nó lại là một đối tượng con của cái đối tượng nào nhỉ? Database nó là đối tượng con của một cái document. Document lại là một cái đối tượng con của application thông qua thuộc tính document manager. Đấy nhá, hình dung lại nhá, nhìn lại hình này. Một cái block của trong bản vẽ thì trong API nó gọi là block table record. Cái block này này, nó thuộc quản lý của một cái block của block table. Một cái block ở trong bản vẽ, nếu như mà trong API ấy, thì nó sẽ tương đương với cái đối tượng là block table record. Mà các bạn nhìn trên cái hình này thì block table record nó thuộc vào quản lý của cái block table. Cái block table này nó lại nằm ở trong database thì nó lại là một đối tượng con của document lại là một cái thành phần con của nó được quản lý bởi document manager. Mà document manager thì nó lại là một đối tượng của application. Đây, application document manager. Thế thì bây giờ viết như thế nào thì nó sẽ như sau này. Đầu tiên tôi sẽ khai báo bản vẽ đang làm việc. Nó chính là cái đối tượng document đấy. Đây đây, nếu như đây. Đây đúng không? Tôi phải khai báo cái đối tượng này là bản vẽ đang làm việc, nhưng mà làm sao để biết bản vẽ này đang làm việc thì phải đầu tiên là thông qua chương trình get này. Dim đã doc ac doc kiểu là document bằng application nhá, nó chính là phần mềm này, document manager này. Bây giờ tôi sẽ giải thích câu lệnh này.
chấm này. MDI Active Document này chính là cái bản vẽ đang làm việc. Khai báo một biến kiểu bản vẽ và gắn cho nó là bản vẽ đang làm việc nhé. Đấy, vì sao lại có chữ application? Thì bởi vì nó là phần mềm kết đấy. Vì sao có chữ document manager? Bởi vì nó là một cái thuộc tính của cái phần mềm kết và nó quản lý các tập các bản vẽ. Thế còn trong tập các bản vẽ đấy thì có một bản vẽ đang làm việc. Cái thuộc tính chỉ đến bằng một bản vẽ đang làm việc, nó là MDI Active Document. Ok chưa nhỉ? Đó. Nó có quan hệ với nhau. Rồi, thì bây giờ nhìn tiếp này. Bây giờ sau khi khai báo được thằng này rồi thì bây giờ tôi muốn khai báo một cái đối tượng là database. Yeah, thế thì tôi sẽ khai báo này. Dim. Data. Tôi gọi viết tắt đi. Database kiểu là database. Đấy, bằng acdoc.database. Thì khai báo một biến kiểu là database và gắn cho nó là database của cái bản vẽ đang làm việc. Được chưa nhỉ? Thấy nhá. Tiếp theo là làm gì? Tiếp theo là phải khai báo một biến kiểu là block table. Đấy. Khai báo biến kiểu block table. Cái ví dụ này như các bạn chưa làm được bởi vì thiếu cái ví dụ, bởi vì chưa nói đến cái đối tượng transaction. Thôi được rồi, mình cứ lấy cái ví dụ, làm cái ví dụ bỏ qua đối tượng này đi. Khai báo đối tượng, khai báo đối tượng transaction. Transaction tiếng Anh là gì các thanh niên? Transaction kiểu của nó là transaction. Các thanh niên tôi biết là transaction là gì? Database transaction manager start transaction. Right, using transaction and using. Rồi, bây giờ mình khai báo một cái biến kiểu block table. Thế thì dim block table kiểu là block table. Đấy. Cái khai báo biến thôi, bây giờ mình sẽ gắn nó chỉ cho biến block table. Gắn là gì? Cái này buổi sau sẽ giải thích xong, bởi vì khi nói đến cái đối tượng transaction ấy thì tôi mới get object bằng ngoặc này database log table id open mode cần mode chấm for read. Rồi, bây giờ sẽ sử dụng vòng lặp để kiểm tra. Sử dụng vòng lặp kiểm tra các đối tượng ở trong đó, các block ở trong block table. Phải đúng hơn là phải là phải kiểm tra các block table record ở trong block table. Đấy. Thì mình dùng cái câu lệnh là for each. Không biết là các anh thanh niên còn nhớ đến câu lệnh for each không nhỉ? ID block table in block table. Đấy, for each. Đây là tên về biến thôi. Biến thì tôi đặt là ID của từng block. Hoặc là bây giờ tôi sẽ đặt lại tên ID từng block. Đấy. Trong cái block table, đây block table, biến block table đây. Thì tôi sẽ khai báo một cái biến là kiểu block table record nha. Khai báo biến kiểu block table record. Dim block table record kiểu là block table record. Đấy. Và bây giờ gắn cho nó transaction.get object tiếp này. Vì là có ID rồi cho nên lấy lại ngược lại đối tượng nó get ID bằng ngoặc open mode for ID right cũng được. Rồi sau khi mà lấy được đối tượng đó thì
Tôi in ra tên và ID của đối tượng. À. Block tail record. Kiểu. À xin lỗi, chỗ này phải gán. Đây. À, hiển thị tên và ID của đối tượng. Đấy. Ví dụ, à, khi hiển thị tên ID của đối tượng thì tôi sẽ sử dụng phương thức của editor, write metric của editor thì đây là ac doc chấm editor input chấm write metric. Vì sao lại có thì cái write, cái short write metric này của editor này mình dùng nhiều lần rồi, không? Vì ac doc ở đây mình đã khai báo đấy, nên mình vác nó ra mình dùng. À, ví dụ đây nhé, tôi sẽ ghi là VB New Line đã xuống dòng này, block mình sẽ ghi theo kiểu là đây này, có ID bằng, theo viết theo kiểu truyền cái giá trị của biến vào. Đây là cách số 2 đấy của write message đấy. À, string này mà cái tham số truyền vào kiểu object này, được chưa? À, block table record nó sẽ là block table record chấm name phải này, block record chấm id đó. Rồi, thấy nhá. Rồi. Bây giờ tôi sẽ bắt đây. À, mình đã chạy chưa nhỉ? Cái này mình đã lên nốt chưa? Chưa. Chưa đúng không? Rồi. À, review. Lên nốt hay không thì cứ review là biết. Đấy. À. Landlord. Đấy. Giả sử bây giờ tôi làm thêm một cái block nữa. À, rectangle đây. Đấy. Bây giờ tôi sẽ làm thêm một cái block nữa. À, tôi đặt tên là tên học xây dựng. Cái trước là tên là gì nhỉ? Xem cái trước mình đặt tên là gì đấy. À, cái trước mình đặt tên là tên học xây dựng rồi. Cái này mình sẽ đặt tên là đại học xây dựng. Nó thích đặt tên thì gọi là đặt, tôi đang ví dụ thôi mà. Big boy, middle boy, big boy, middle between two boy, điểm thứ nhất, điểm thứ hai, thì nó sẽ ra cái điểm này để chọn đối tượng. Ai, delete nó đi, ok. Đó, bây giờ insert nhé, đặt xây dựng này. Ok, pick vào đây đúng không? À, thế thì bây giờ tôi có hai cái block trong bản vẽ. Theo các bạn thì nó sẽ liệt kê ra được bao nhiêu block trong bản vẽ này? Thế như nào đoán đúng? Cộng điểm. Nào, vừa nói xong, thầy vừa nói xong bây giờ. Theo các bạn khi mà tôi chạy câu lệnh là lệnh là gì nhỉ? Liệt kê tất cả các block trong bản vẽ. Liệt kê đấy, nó có câu lệnh rồi. Bây giờ nếu như tôi gọi câu lệnh đấy thì theo các bạn nó sẽ sổ ra bao nhiêu cái block ở trong bản vẽ. Đây, cho xem trước các bạn. Đây có 2. Thế kết quả là mấy? Đấy. Nào các thanh niên, bây giờ nha, bây giờ nhắc lại câu hỏi này, cộng một lượt điểm chuyên cần này, bây giờ ai trả lời đúng này. Sau khi tôi chạy cái lệnh liệt kê tất cả các block trong bản vẽ cái file này của tôi ấy, thì câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu block sẽ được liệt kê.
Đáp án A 1, đáp án B 2, đáp án C 3, đáp án D 4, đáp án E là 5. 2 kìa. 2. 2 á? 4 á. 4 á. Vẫn chưa có đáp án đúng. Đó là 1. 3. 3 á? Vì sao? 5 đấy ạ. 5 á? Vì sao? Câu hỏi là vì sao? Vì sao? Câu trả lời là nào, câu hỏi là 3 thì vì sao mà 5 thì vì sao? Đấy, nếu mà các bạn nhìn thì chỉ có được này thôi. Đấy, tôi nghĩ là chắc cũng chỉ có 2 thôi, vì tôi vừa bịa hai cái bớt này. À, thế không trả lời được đúng không? Nếu mà chọn 1, 2, 3, 4 thì có 5 phương án, thì mỗi người chọn 1 thì kiểu gì chả có 1 cái đúng. Câu trả lời là 5. Hai cái block vừa tạo ra thì đương nhiên là đúng rồi. Nó còn có một cái block nữa đây. Lúc nãy nói đi nói lại rồi. Model space, paper space là một block ở trong bản vẽ. Đây này. Đây nha. Block table record ấy, trong API nó sẽ tương ứng với một block ở trong cơ sở dữ liệu. Mà ở đây người ta biết là model space ấy thì là một block table record. Thế thì model space nó cũng chính là một cái block thôi, paper space cũng chỉ có một block thôi. Trong trường hợp này thì nó có hai cái paper space, một cái model, thì ở đây là tổng ba cái block rồi. Hai cái block tôi vừa tạo ra thì nó chẳng là 5 cái nha. Về kê đây, F2 bạn đếm xem có đúng 5 không. Block đây đầu cái dòng này này được in ra là chính là đây này. Block tên, cái tham số 0 nó chính là tên của block. Tham số tiếp theo nó chính là ID của block. Đây thì quay về block model space, có đúng model space là chính của block, bởi vì nó liệt kê ra mà. Có ID này, paper space 1 thì đúng hơn. Đây thì nó có một ID này, paper space này hay là layout 2 thì nó có ID. À, có chính xác là hai cái block tôi bịa ra thêm không? Đúng chưa? Đó. Thật sự bây giờ tôi delete một cái block mà tôi bịa ra nhé. Ấn chữ B. Làm thế nào để delete được một block vừa cái block vừa tạo ra nhỉ? Đã có sẵn này. Có cái câu lệnh gì mà clear hết ấy. Tôi quên mất. Hoặc là mình tạo mới một cái đi. Tạo mới một cái block ABC. Lựa chọn đối tượng. Rồi lựa chọn pick point, pick một điểm đây chẳng hạn. Lựa chọn đối tượng này. Đây, đúng không? Không delete mà convert. Bây giờ các bạn chạy lại ngôn lệnh nha. Đây đúng không? Đó. Đó. Có nghĩa là bây giờ tối về thử viết lại câu lệnh này. Trong một cái bản vẽ dài dằng dặc, một bản vẽ này, chạy câu lệnh này xem mà nó có liệt kê được hết các một lớp ở trong này không? Được chưa nhỉ? Mình ra chơi hay là học luôn đây các thầy nhỉ? Luôn rồi. Học luôn thì sớm. Học luôn này. Ừ mà thông ra chơi thì tại vì tôi mỏi mồm lắm. Ra chơi nhá. Định học luôn nhưng mà thấy có vẻ đang hơi mỏi mồm. Thế thì tư duy một cách tương tự này. Alo, nghe rõ không? Hay mất mạng rồi. Có. Nghe thấy. Ok. Tư duy nhỉ? Tư duy một cách tương tự đúng không? Bởi vì mình vừa nói với nhau rằng block table thì nó là một cái symbol table. Anh giải thích cái câu đoạn lệnh thế này nha. Chỗ này, đoạn này mình đã giải thích rồi. Riêng cái câu lệnh là transaction này thì mình chưa giải thích. Thì để buổi tới học cái đối tượng này transaction thì mình quay lại một chút thôi.
thực ra transaction nó là một cái đối tượng mà nó dùng để kiểm soát cái việc là truy cập vào cơ sở dữ liệu của guest thôi. Nó phải rất chặt chẽ bởi vì cơ sở dữ liệu mà có vấn đề gì thì cả cái phần mềm nó bị crash, đúng không nhỉ? Thế thì nó phải truy cập, nó phải kiểm soát bằng cái việc là thông qua cái đối tượng này, thông qua cái đối tượng transaction này. Thế cái đoạn dưới này, cái đoạn dưới là khai báo một cái biến là kiểu là block table ấy, thì vì mình nói là block table ấy thì trong bản vẽ nó có duy nhất một block table, nó có nhiều block table record nhé. Block table record ấy thì nó sẽ ở đây ghi chú bản vẽ thì có một block table quản lý nhiều block table record. Đấy, ý chú thứ hai là gì nhỉ? Block table record ấy. Block table record thì là bằng một block trong bản vẽ của phần mềm CAD. Đấy. Đây là API. Mình đang nhìn từ hai hướng mà nó tương quan với nhau mà, được chưa nhỉ? Thế thì ở đây khai báo một cái biến là block table này, bởi vì block table nó quản lý nhiều block table record thì khai báo một cái biến này, và vì nó quản lý đúng không nhỉ? Thế thì cái câu lệnh này là khai báo biến để gán giá trị, đây là câu lệnh là gán cái block table của bản vẽ cho cái biến này. Thế thì sau khi có lệnh này xảy ra thì cái biến này đang lưu trữ toàn bộ cái block table record của bản vẽ. Bây giờ sử dụng cái câu vòng lặp, bởi vì nó chứa nhiều đối tượng mà, thì sử dụng vòng lặp để duyệt từng đối tượng ở trong đấy thôi. Thì dùng cái biến for vòng lặp for each in, đúng nhỉ? Trong một cái mảng này. Khai báo một cái biến là kiểu là block table record, và cũng dùng câu lệnh gán cái giá trị của cái block table record là cái block table nằm ở trong một cái block table, nằm ở trong block table, gán một cái block table record bất kỳ nằm ở trong cái block table đó và hiển thị tên thôi đó. Được chưa nhỉ? Đấy. Bây giờ câu hỏi đặt ra là liệu có liệt kê được các layer không? Team style, text style, được không nhỉ? Đây này, bản vẽ nhá. Nếu như mà layer đúng không nhỉ? Layer thì chắc mình chỉ gọi chữ LA là được rồi. Layer. Layer trong bản vẽ này có một layer, người nhiều layer chẳng hạn. Đây. Mình có làm được không? Thì hoàn toàn tương tự. Hoàn toàn tương tự, chẳng có gì khác nhau. Có một chút chỗ khác nhau thì nhá. Ở đây là quay lại cái slide của mình, layer này, layer sau đó nó chứa layer table record, và một layer table record ấy, thì nó tương ứng là một layer trong bản vẽ, và mặc định là layer 0 này. Các bạn nhìn đây, trong bản vẽ lúc nào cũng có một cái layer là layer 0, và các bạn không thể xóa được cái layer này, xóa được không? Đây này, not deleted, this selected layer will not deleted, không thể bị xóa. Được chưa nhỉ? Nhưng mà các layer khác các bạn xóa thoải mái. Thì bây giờ giả sử tôi muốn liệt kê xem có bao nhiêu layer ở trong này nhé, hoặc là tên của các layer, thì câu lệnh tương tự bây giờ tôi sẽ làm nhanh thôi, tôi vì là nó tương tự mà. Cái gì mà bây giờ tôi sẽ copy cái này, tôi sửa một cách tương đối để các bạn dễ hình dung. Bây giờ sẽ là liệt kê các layer có trong bản vẽ, để liệt kê tất cả các layer trong bản vẽ, đổi cái sắp đi không có lỗi, chỉ copy phải đổi sắp nhé. Đoạn này vẫn giữ nguyên, được chưa nhỉ? Khai báo một biến kiểu là layer table, ghi chú này, bản vẽ thì có một layer table thôi. Đó. Layer table quản lý nhiều layer table record. Đó. Và một layer table record này thì tương đương với một layer trong mặt đấy, trong phần mềm CAD. Hãy bây giờ nhé, bây giờ mình đổi tên biến một chút xíu đi,
bây giờ không là block theory con nữa, mình đổi là gì nhỉ? Layer li table thì kiểu là layer table đó, và layer table thì bây giờ là get object này, bây giờ không không phải là block table id nữa mà là layer table id đó, thấy chưa nhỉ? Sau đó thử cái vòng là mình kiểm tra các layer table report trong layer table và for x id từng layer, mình đổi cái tên tương ứng đi thôi. Ai báo biến kiểu là layer đấy, và bây giờ layer table record kiểu xóa đi này, layer table record này đó, khi đã đổi tên rồi thì chắc đổi nốt ở dưới đi, và bây giờ là phải là id từng layer rồi từng block layer open both for it, hiển thị tên và id của chúng, ở đây là layer này có tên là, đây là layer record này, layer đó, bạn thấy sửa nhanh rồi. Khi mà các bạn hình dung ra thì nó đơn giản lắm. Được chưa nhỉ? Đấy, bây giờ tôi sẽ xóa này đi, bởi vì mình đã dùng rồi, đúng không? Review nhé. Ok. Review này. Nên load get nó hơi chậm một xíu. Rồi. Nên load. Load đi. Đưa liệt kê tất cả các layer này. Enter. Bạn nhìn này. Đây có mỗi layer. Nếu bây giờ như lúc trước tôi thêm một đống vào đây, à, tôi thích tôi thêm bao nhiêu là quyền của tôi, đúng không? À, xin lỗi, như là nó hơi chậm, mỗi ngày đây tôi thêm một đống vào này đó. Bây giờ tôi tắt đi, tôi chạy lại lại nhá. Layer này, đây đúng chưa nhỉ? Đấy. Điều đấy có nghĩa là đúng như những gì mình đã giải thích, có duy nhất một đối tượng layer table và nó quản lý các layer table record ở trong bản vẽ, và cũng chính xác là một layer table record nó chính là một layer trong cơ sở dữ liệu của bản vẽ, là trong bản vẽ. Ok. Đó. Được chưa? Bây giờ tương tự như vậy thì tôi chỉ làm hai ví dụ thôi và tôi giải thích khá là kỹ rồi. Bây giờ tôi sẽ yêu cầu, về nhà là dim, mình sẽ làm cũng tạo câu lệnh để liệt kê các, đấy, copy nhé, dim style trong việc phải hệ tài đây nha. Im tài là cái gì thì các bạn có chữ D đây, đúng không? Nó có hai đi tài thì các bạn mà ép thêm ấy thì nó sẽ ra một cái đi tài nữa. Ok, đó, bao nhiêu cái. Bây giờ thực hành câu lệnh này để hiểu hơn về cơ sở dữ liệu của bản vẽ. Thế còn chưa thêm các thực thể, chưa thêm đi đối tượng cái gì tôi chưa cần các bạn, yêu cầu các bạn làm cái việc đấy. Mình đang đi tiếp cận từ ngoài vào trong mà, nên thì cần phải hiểu team dim style, text style, cái gì nữa nhỉ, dim text, thế thôi, bởi vì đấy là những cái đối tượng, những cái symbol theo bồn chính mình phải đặt, thế nhỉ.
làm thêm cái gì đấy nhỉ? xem nào. Cái này yêu cầu thì hơi ít. Bởi vì các bạn chỗ này thì chưa nói đến, transaction đấy thì chưa nói đến. À, thế thì sợ có gian thì gì? Đây, nó mặc cái kiểu này đúng không? Ừ. Thế là bằng sai nó như này. Như nào đang đi chợ ấy nhỉ? Đi shopping à? À, yêu cầu thứ hai là thế nào? Chạy hai câu lệnh này, chạy câu lệnh này cho tôi này. À, một nét này, create a new block. Block define. À, define a block. Hay là layer nhỉ? Lên new layer. Layer với block này thì nó cũng hơi khó. Thôi được, làm hai ví dụ này thôi. Và nếu nhá, nếu bạn nào mà có đam mê thì đây là option. Option có nghĩa là không bắt buộc. Nếu như làm bài tập thì hai câu trên là bắt buộc. Thế còn ở dưới thì tùy chọn. À, tạo mới một layer và một block. Copy, copy thôi mà. Tôi cũng chưa cần các bạn hiểu lắm đâu. Bằng cái từ khóa là create a new block. Như tôi phải tìm đấy. Layer. Đấy. Tạo mới một block bằng từ khóa, để từ khóa tìm kiếm trong hash của két. Đấy nhá. Yêu cầu về nhà làm như vậy. Trong lớp hôm nay đăng nhập đông thế nhỉ? Được chưa nhỉ? Thanh niên thấy yêu cầu này có gì thắc mắc không? Không ạ.